giao trần là một trong những xu hướng mà ngày nay rất là nhiều cô dâu chú rể làm, nhưng mà không phải là đơn vị nào cũng có thể thi công được. Thứ nhất là bạn chưa có kinh nghiệm, hoặc là bạn không có cái dàn treo chuyên nghiệp. Như cái dàn này mình đang treo, chiều ngang của dàn là 16 mét, thì bạn cứ tưởng tượng là nguyên một cái khối sắt 16 mét và rộng gần 6 mét đưa lên trên bầu trời như vậy. Thì thứ nhất là bạn phải có kinh nghiệm, thứ hai là bạn phải có đủ dụng cụ. Ở đây mình treo toàn bộ 100% bằng lá tươi cho nên nó rất là nặng, và lá si nữa cho nên rất là nặng, kèm theo pha lê tất cả mọi thứ. Trong clip này thì mọi người sẽ thấy là cái bạn nam đang dần dần kéo những cái lồng rọc đưa lên trên cao. Thì thật ra cái bước này mình nhìn đơn giản như thôi, nhưng mà cái lúc ban đầu ráp khung cho đến kết những cái cành lá đó lên, nó là cả một công trình. Và công trình này không phải là một người, hai người có thể làm được. Khi mà kéo lên thì bạn nhìn chỉ có 6 người kéo lên thôi, bởi vì nó có 6 cái điểm. Nhưng mà khi mà kết thì không đơn giản như vậy, vài chục con người mới có thể làm ra được, cộng cho hoa hè tất cả mọi thứ. Chính vì vậy cho nên là nhiều khi các bạn coi những cái clip này, bạn sẽ hiểu được rằng là những công trình nó được làm ra như thế, hoặc là những ai đó chúng ta chưa có kinh nghiệm thì chúng ta cũng có thể coi được. Đó, dần dần khi mà cái trần kéo lên thì bạn sẽ thấy được là cái phần màu trắng của sân khấu nó hiện ra dần dần. Thì đây là một trong những cái cách mà làm, có nghĩa là mình phải kết từ dưới đất sau đó mới đưa lên trên. Mình quay những cái clip hậu trường này chủ yếu để chia sẻ cho mọi người thấy được những cái góc độ trong nghề, để mà mọi người có thể thấy được rằng là những thứ này nó sẽ được làm như vậy và mình có kinh nghiệm hơn. Cho nên những ai mà chúng ta chưa biết về nghề này, hoặc là chúng ta đang thích nghề này, thì chúng ta cũng có thể nhìn nó một cách đơn giản hơn thông qua những clip của Tứ. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều, hy vọng mọi người sẽ luôn luôn yêu thương và ủng hộ những clip TikTok của Sản Nam Tứ chia sẻ về hậu trường nghề trang trí cưới. Cảm ơn, bye bye. Mọi người nhớ xem hết clip nha. Từ từ thôi, nhịp quá. Giữa lên đó, giữa lên đó. Từ, hai bên từ, để giữa lên đi. Từ từ thôi, rớt lá hết.